Tiếp tục với những diễn biến vụ hàng trăm người cầm đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh tố sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ Manulife và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB khiến họ mất tài sản. Nguyên nhân được cho là những hợp đồng đầu tư tiết kiệm mà khách đã ký kết bỗng hóa thành bảo hiểm nhân thọ mà họ chẳng hề hay biết. VTC News đã có những trao đổi với luật sư. Phân tích về tình tiết này với VTC News, luật sư Nguyễn Thanh Hà, đoàn luật sư Hà Nội, chủ tịch SB Law cho biết, về nguyên tắc giao dịch mua bán bảo hiểm là giao dịch giữa hai bên mua và bán. Nếu cơ quan chức năng điều tra làm rõ được rằng nhân viên của SCB hay Manulife cố tình tư vấn sai để chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ, thì trường hợp đó có dấu hiệu của tội hình sự hoặc có thể xử phạt hành chính về hành vi lừa dối khách hàng. Trong khi đó, khách hàng nên làm đơn khởi kiện ra tòa dân sự yêu cầu chấm dứt hành vi đó để được bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này, tòa sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu và người mua bảo hiểm được chi trả toàn bộ chi phí đã nộp. Như VTC News thông tin, rất nhiều khách hàng cho biết lúc đầu họ đều được nhân viên ngân hàng SCB và Manulife tư vấn sản phẩm Tâm An Đầu Tư là sản phẩm đầu tư mới, tiết kiệm có lãi suất cao. Thế nhưng, sau này người dân mới phát hiện đó chính là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trước nhiều ý kiến phản ánh của khách hàng, đại diện Manulife Việt Nam cho biết đơn vị này đã ghi nhận việc một số khách hàng không hài lòng với sản phẩm Tâm An Đầu Tư được phân phối thông qua đối tác là ngân hàng SCB.